Sáng 18 tháng 8 năm 2014, người dân Sài Gòn ùn ùn đến thương xã Tắc để mua sắm do những ngày gần đây, nhiều tiểu thương đẩy mạnh giảm giá nhằm thanh lý hàng trước khi di dời nên lượng khách đến mua sắm tại thương xã Tắc thành phố Hồ Chí Minh rất đông. Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thương xã Tắc phải bàn giao mặt bằng khoảng 500m² ở số 39 Lê Lợi, quận Nhất cho ban quản lý đường sắt đô thị để thi công tháp thông gió ga nhà hát thành phố của tuyến metro số 1. Do đó, những tiểu thương kinh doanh trong khu thương xã Tắc này phải di dời khỏi đây trước tháng 10 năm nay. Trước tình cảnh di dời gấp, nhiều tiểu thương phải khẩn trương bán tháo các mặt hàng để kịp chuyển đi. Nhằm thu hút khách, nhiều quầy hàng mạnh tay giảm giá từ 50 đến 70% bất chấp việc lỗ vốn. Thậm chí, có mặt hàng giảm đến 80%. Một số mặt hàng giảm giá mạnh là quần áo, giày dép, túi xách, khăn quàng và một số đồ mỹ nghệ lưu niệm. Để tạo điều kiện cho các tiểu thương có thể nhanh chóng thanh lý được hàng hóa trước thời hạn di dời, ban quản lý thương xá cho phép các tiểu thương thay phiên nhau bán hàng dưới khu vực đại sảnh rộng ở tầng trệt. Theo đó, mỗi quầy hàng sẽ được bán tại khu vực này 5 ngày mỗi tuần. Đây cũng là khu vực hoạt động mua sắm diễn ra nhộn nhịp nhất. Việc phải di dời khỏi khu thương xá, nhiều tiểu thương cũng thấy buồn và luyến tiếc. Chủ một quầy hàng mỹ nghệ cho biết, khu thương xá này có lịch sử hơn 100 năm rồi mà giờ phải dời đi nên rất buồn và tiếc. Nhiều người đã bán ở đây nhiều năm, nhiều khách quen, đặc biệt là khách nước ngoài hay đến đây mua, giờ dời đi nhiều tiểu thương không biết phải tính sao.